xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video chia sẻ cho các bạn. Và nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cách mà các bạn có thể ráp được những cái mẫu lông cho mấy con chuột của mình nha. Tại vì mình thấy trong cái kênh của mình á, thì những bạn mua hàng bên mình á, thì các bạn không có biết ráp những cái mẫu lông này như thế nào. Đấy, cũng có một vài bạn không biết ráp, cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Tại vì khi mà các bạn mua lông á, thì đối với những chiếc lông như thế này thì nó chỉ cho các bạn một cái bọc kiến để bọc ở ngoài, rồi nó cho chày phụ kiện thôi, chứ nó không có tặng thêm kèm cho các bạn cái miếng hướng dẫn ráp. Vì thế mà các bạn không biết ráp thì nó sẽ hơi phiền phức một tí đó. Rồi, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn ráp 3 mẫu lồng cơ bản nhất nha. Thì đây là cái mẫu lồng, lồng này hình như là lồng lâu đài các bạn, nhưng mà mình thấy cái mẫu khá là đẹp luôn. Và đây cũng là mẫu lồng mới, mình mới về mấy hôm trước luôn đó. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn ráp mẫu lồng này luôn, và mình sẽ review kỹ cái mẫu lồng này cho các bạn tham khảo nha. Rồi, và hai mẫu lồng tiếp theo mà theo mình thấy thì nó cũng khá là quen thuộc rồi. Đây là cái mẫu lồng nấm. Đây, mẫu lồng nấm. Phụ kiện của nó thì hoàn toàn là chưa ráp gì hết nha. Tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp luôn. Đây là nắp lưới của nó. Còn đây là mẫu lồng hoàng tử. Đó, đây là mẫu màu hồng. Mình phụ kiện cũng chưa ráp gì luôn. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp. Thì hai cái mẫu lồng này thì nói chung là kích thước nó sẽ là giống nhau nha. Kích thước nó sẽ giống nhau, nó chỉ khác cái tầng ở trên thôi. Nó vẫn có đồ chơi đồ cũng giống giống nhau, nó khác cái tầng một tí thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp 3 mẫu lồng này nha. Để những bạn nào mà chưa biết ráp thì các bạn có thể tham khảo qua video này của mình. Và khi mua lồng về thì các bạn có thể ráp vào và cho mấy con chuột của bạn vào ở luôn nha. Rồi, và đầu tiên đó chính là cái mẫu lồng lâu đài nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái ảnh nó như thế nào. Thì đối với cái mẫu lồng này thì bên đây nó sẽ có cái phần hướng dẫn. Đấy, và mình thấy thì có cái mẫu lồng này nó có hợp với các bạn, cho nên là nó mới có cái phần hướng dẫn này. Còn mấy mẫu kia thì nó chỉ có cái miếng bọc bằng giấy này thôi. Giờ mình sẽ coi ra cho các bạn xem bên trong nó có gì luôn nha. Rồi, và đây chính là phần lồng của nó các bạn. Đây, lồng thì được sơn màu trắng khá là đẹp. Thì các bạn nuôi những cái lồng sắt như thế này thì các bạn xài một thời gian thì chắc chắn mấy con chuột của bạn nó sẽ cắn nha. Đó, không thể nào mà tránh khỏi được đâu. Rồi, lồng. Rồi, còn đối với cái phụ kiện của cái mẫu lồng này thì nó sẽ có một cái phần lầu nè. Đây, phần lầu nhựa nhám một tí. Đây là cái nhà của nó. Đây, cái nhà của nó. Đó, có cái cửa sổ nhỏ sao như thế này. Rồi, đây là kiếng ăn nè. Cái này là cái móc để các bạn có thể kẹp cái bình nước vào cái lồng nha. Rồi, ok, hai phần. Rồi, còn đây là cái máy của lâu đài. Đấy, theo mình thấy thì cái bộ này cái nhựa của nó khá là chất lượng nha các bạn. Nhựa khá là cứng luôn á. Đó, bạn có thể xem rất là kỹ. Rồi, còn đây là chiếc queo. Và chiếc queo thì mình thấy nó rất là xịn luôn nha các bạn. Đây, chiếc queo được thiết kế rất là xịn, không như là mấy cái mẫu queo kia. Mẫu queo kia mình thấy nó gọi là lỏng lẻo hơn queo này nhiều. Đây, queo rất là xịn luôn. Queo này thì dành cho dòng Winter White thôi. Rồi, và một bình nước. Và cái bình nước trong cái mẫu lồng này thì cũng rất là xịn luôn. Đấy, nó cũng giống như cái bình chân không các bạn, nhưng mà cái đầu của nó là bình bi nha, cái đầu bi. Rồi, còn đây là cái phần đế. Đây, mình sẽ lấy phần đế đây xem như thế nào nha. Đây, phần đế ở phía dưới thì nó có là làm những cái hoa văn như là những viên gạch sắp bên nhau các bạn. Đấy. Rồi, phần đế phía dưới như thế này. Đẹp, ở đây có một đồ để móc cái chén vào. Rồi, và đối với cái phần nắp lưới á thì những cái mẫu lồng khác thì nó cũng tương tự thôi các bạn. Đấy, khi xếp gọn lại thì nó sẽ có 3 phần. Đây là phần ở sau nè, đây là phần ở mặt trước và hai bên hông. Thì cái này nó sẽ được ráp sẵn như thế này rồi. Đấy, những cái mẫu lồng khác thì nó cũng tương tự vậy nha. Ở đây là cái phần nắp sau, còn đây là phần nóc của phía trên. Đây. Đối với cái mẫu này thì cái phần nóc phía trên nó có thể bẻ lên bẻ xuống như thế này. Đó. Còn những mẫu kia thì nó không thể nha các bạn. Rồi. Thì đầu tiên, đây. Thì chỗ này nó sẽ có hai cái móc nha các bạn. Đây, một cái móc ở đây, một cái móc ở đây. Đó, bên này cũng vậy luôn. Đây một cái, này cái. Thì bốn cái móc này nó sẽ dùng để móc cái tấm lưới ở phía sau nha. Đây, các bạn sẽ ráp như thế này. Đây, các bạn móc vào đây một cái. Ở đây các bạn móc lên đây một cái. Cái này một cái như thế này. Đó. Rồi, bên này cũng tương tự nha. Đây, mình sẽ ráp thử cho các bạn xem. Rồi. Ok. Rồi, các bạn lưu ý ở trên này nó sẽ có một cái móc nhỏ trên này nữa. Và cái móc này các bạn hướng cái đầu cong của nó ra ngoài nha. Để một tí nữa mình có thể ráp được cái phần nắp này lên nha. Rồi, khi ráp xong nó sẽ như thế này. Đó. Và đối với những cái chỗ này nè, thì các bạn có thể lấy kìm các bạn bóp lại cho nó chặt nha. Còn không thì các bạn cũng có thể để như vậy luôn, nhưng mà nó hơi lỏng lẻo một tí. Các bạn lấy kìm các bạn bóp lại thì nó sẽ chặt hơn.
Thì đối với cái phần nắp thì ở đây nó sẽ có tổng cộng là 1 chấu, 2, 3, 4, 5, 6 cái chấu để các bạn có thể gấp gấp ráp được cái phần này lên. Thì cách ráp cũng rất là đơn giản thôi. Đây. Đây hai cái chấu này thì các bạn móc vào cái phần lưới ở phía trên này. Đó. Còn trên này thì nó sẽ có một cái chấu. Các bạn sẽ móc vào phần lưới như thế này. Đấy. Rồi tới bên này. Bạn canh sao cho nó đều được. Đấy, chỗ này có một cái chấu nè. Ráp nó vô. Ok. Rồi, cái này là cái chấu cuối cùng của nắp trên. Đó, rồi xong. Hoàn chỉnh nha. Đấy. Rồi. Còn mẫu này thì nó có hai cái tay hai bên như thế này, mình không biết để làm cái gì nữa. Một tí mình coi làm cái gì được nha. Rồi bây giờ tới phần nhà với lại cầu tuột thì mình sẽ ráp cái cầu tuột này vào trước nha. Đây, cầu tuột rất là dễ ráp luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần bóp nhẹ cái này vào một tí nha. Cái nhựa này nó cũng mềm mềm thôi, nó không có cứng lắm. Bóp nhẹ vào. Rồi các bạn gắn hai cái chốt này vào cái lỗ này nè. Đấy. Rồi buông ra là nó sẽ dính chắc nha. Đây, hai cái chấu nó sẽ móc qua trên này. Ok. Rất là đơn giản luôn. Cầu tuột. Rồi. Còn đây là bây giờ mình sẽ ráp cái nhà này trước. Nhà này ráp như thế này thành một chiếc nhà. Ở đây nó có cái lỗ không biết làm cái gì nữa. Queo thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó có một cái chấu nè, hai cái chấu, ba cái chấu. Và ở đây nó sẽ có ba cái lỗ để ráp ba cái chấu đó vào. Đó, các bạn chỉ cần móc ba cái chấu đó vào ba cái lỗ ở dưới chiếc queo là ok. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái phần đế này, cái phần lầu này vào cái lầm này nha. Thì bây giờ mình sẽ ráp cái nhà này trước đi. Nhà này nó sẽ như thế này đúng không? Đấy. Rồi. Các bạn nên ráp cái nhà trước nha. Những cái mẫu lầm kia nó cũng tương tự, ráp cái nhà trước. Rồi xong. Cái này mình sẽ để ngược lại như thế. À quên nữa. Ở đây nó sẽ có một cái chấu, hai cái chấu nè. Bên này cũng vậy. Bên này thì nó có một cái chấu lớn. Và tổng cộng cái phần đế nó sẽ có ba cái chấu. Thì ba cái chấu này công dụng thì nó sẽ gác vào cái thanh lồng nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ gác vào cái thanh lồng cho nó vừa là ok. Rất là đơn giản. Đấy. Rồi và sau một thời gian thì mình cũng đã gắp xong cái phần lầu ở trên. Phần lầu thì nó hơi khó gắn vô một tí nha. Nhưng mà các bạn làm sao mà cho hai cái chấu hai bên này nó có thể gác vào cái thanh lưới như thế này. Đấy. Là ok. Đây hai cái chấu nhỏ này. Bên này thì nó chỉ có một cái chấu lớn thôi. Thì nó cũng tương tự như hai cái chấu kia nha. Đấy gắp vào. Rồi nhà thì để nguyên vậy. Cầu tuột thì ở dưới này. Rồi xong. Và hoàn thành xong cái phần trên nha. Còn cái phần đế cũng rất là đơn giản luôn. Đây. Đối với cái phần đế á thì ở đây nó sẽ có cũng có là bốn cái chấu. Đấy, bốn chấu này nó để là gắn vào cái phần lưới ở phía dưới. Đó, phần thanh lưới cuối cùng như thế này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ ráp vào luôn. Các bạn lưu ý nha. Thì ở đây nó sẽ có một cái lỗ để mà các bạn có thể là gắn cái chén ăn này vào để nó giữ cố định á. Thì các bạn nên để cái lỗ này ở phía trước nha, đừng có để ở phía sau. Để phía sau thì các bạn để đồ ăn được vào nó hơi bất tiện. Đấy, các bạn phải để phía trước cho mình. Rồi. Để chén ăn vào luôn. Rồi. Rất là đơn giản, cái phần cuối thì rất là đơn giản luôn. Rồi, ok, đây, cho các bạn xem nè. Đó, bốn cái chấu nó sẽ móc vào cái phần lưới cuối cùng là được nha. Rồi, bình nước thì tùy theo các bạn thôi, các bạn có thể ráp ở phía trên cũng được, ở phía dưới cũng được. Tùy theo các bạn. À, khi ráp bình nước á, thì các bạn ráp cái phần cài này trước nha. Ráp vào, mình sẽ ráp ở dưới luôn nha. Đấy, các bạn ráp cái phần cài này vào trước. Đây, nó hơi mỏng một tí. Đấy, ráp phần này trước. Các bạn lấy bình nước nè, xỏ cái đầu này vô trước nha. Đấy, xỏ vô. Rồi, mình nhấn nó vô. Cái móc này nó có thể giãn ra nha các bạn. Nó có thể giãn ra. Đó, là xong. Ok chưa? Queo. Chết rồi, mình quên gắn chiếc queo vô nữa. Thì các bạn nên gắn chiếc queo vào trước rồi hãy lắp vào cái đế nha. Hãy mình quên. Đây, queo cũng rất là dễ gắn thôi. Ok, xong. Đây, hoàn thành một chiếc lồng khá là đẹp luôn các bạn. Thì cái mẫu này theo mình thấy thì các bạn có thể nuôi được khoảng 3 con chuột dòng Winter Wild các bạn. 3 đến 4 con, khá là rộng luôn á. Về dài nó cũng khá là rộng. Và nếu như mà nuôi bia thì mình thấy nuôi cũng được, nhưng mà các bạn nuôi một con thôi thì nó sẽ rộng. Còn hai con thì nó khá là chật chứ các bạn. Đó, với lại cái cầu tuột này thì bia mà lớn lớn một tí thì mình nghĩ là nó sẽ chui không có vừa. Đó.
Còn Winter Wild, Campbell Robo nữa thì các bạn có thể nuôi từ 3 đến 4 con, khá là ok. 3 con là ok nhất. Và đặc biệt ở trên cái nắp lưới của nó các bạn, thì đối với cái mẫu này thì cái nắp phía trên nó có thể bẻ lên như thế này. Đó, rất là đặc biệt luôn. Và trên này thì khi các bạn bẻ lên như thế này thì các bạn có thể là vệ sinh trên này cũng được. Đó, hoặc là nhà các bạn thấy dơ các bạn có thể lấy ra. Đấy, và vệ sinh cái nhà xong rồi để vô. Đó, rất là tiện lợi luôn. Trên này thì có một khoảng trống các bạn có thể để cái nhà tắm vào cho nó chơi. Phía dưới thì các bạn có thể để chiếc ăn hoặc là để thêm bọc bên nó nhỏ nhỏ cho chơi cũng được. Rồi, xong. Rồi, ráp lại thì cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, giống hồi nãy mình chỉ các bạn thôi. Ok, tiếp theo đó chính là mẫu lồng nấm nha các bạn. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp mẫu lồng nấm này nha. Rồi, thì đối với mẫu lồng nấm này thì nó không có để trong cái hộp mà nó chỉ là để trong cái bao kiến vậy thôi. Đó, khá là thô sơ luôn. Rồi, đây là phụ kiện, còn đây là phần lưới. Mình sẽ lấy phần lưới ra trước. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp phần lưới trước nha. Và đối với cái phần lưới này thì nó cũng tương tự cái mẫu lồng lâu đài hồi nãy thôi. Đó, nó cũng có 3 phần. Đây. Đó, 3 phần. Đây là cái phần nắp sau nha các bạn. Đây, phần nắp sau thì nó cũng có hai cái chốt nè. Đây một cái, đây một cái, với lại một cái móc ở phía trên á. Cái móc này thì một tí nữa mình sẽ ráp ở cho nó hướng ra ngoài nha. Rồi, và đây là cái phần nắp lồng ở phía trên. Đối với cái nắp lồng phía trên của cái mẫu lồng nấm nhỏ này á, thì nó không có thể bẻ được. Đó, nó chỉ có một cái cửa nhỏ ở trên này cho các bạn lấy, có thể gọi là thò tay vô lấy cái nhà hay là lấy đồ ăn của nó vệ sinh đỉnh thôi. Đó, ok, đây là cái phần nắp phía trên nha. Rồi, còn ráp thì nó cũng tương tự cái mẫu lồng nãy thôi. Đó, ở đây nó có hai cái móc, đây một cái nữa. Đấy, rồi trên cái nắp ở trên này thì nó vẫn có một cái gọi là khóa chốt nhỏ đây nha, cho nên các bạn không sợ mấy con chuột nó đào tẩu đâu. Đó, khá là chắc chắn luôn. Rồi, rồi bây giờ tới cái phần phụ kiện của cái lồng này nó sẽ có gì. Rồi, đây là cái phần nhà nấm nè, đây là cái phần nắp nấm nè. Đấy, thì mình sẽ gắp cái phần này vào. Cái nhà này thì nó vẫn có ba cái chấu nhỏ đây, thì ráp vào ba cái chấu, ba cái chốt nhỏ trên này. Ok, xong mình đã ráp xong cái phần nhà nha. Đấy, đây có một cái lỗ nhỏ để cho con chuột nhỏ nhỏ chui vào thôi. Nhà này cũng khá là nhỏ. Ráp cái cầu tuột vào luôn nha các bạn. Cầu tuột thì ráp cũng giống cái mẫu lồng kia thôi, các bạn bóp nhẹ vào nè. Đấy, bóp nhẹ vào. Rồi xong gắn vào đây. Nó có hai cái chốt này, nó sẽ gắt vào cái miếng này. Đấy. Rồi buông ra là xong. Đây, rồi. Chén ăn. Ngăn thì cũng giống như cái kia. Đây là cái phần để ráp chiếc veo vào. Đây. Bạn xỏ này vào. Rồi, đây nó có một cái nấm nhỏ nè. Bạn gắn cái nấm này vào cái đầu ở trên này. Đó, xong, ra một chiếc queo. Chiếc queo này thì chạy cũng được, chạy rất là nhanh á, khá là nhanh nhưng mà nó không bền bằng queo kia thôi. Rồi. Xong phần queo nha. Chén ăn bình nước có đủ. Và đây là cái phần đế. Đó. Phần đế của này thì nó chỉ trang trí cái phần gợn nước đơn giản như thế thôi các bạn, không có gì nhiều hết. Rồi, đơn giản thôi. Đó, cũng vẫn có một cái chốt nhỏ ở đây để mà gắn chiếc chén vào nha. Rồi, giờ mình sẽ gắp phần lồng vào. À, bây giờ trước khi gắp phần lồng thì mình sẽ gắp cái nhà này vào trước nha. Cái nhà này thì nó gắp hơi lâu một tí. Thì cái nhà này thì đối với cái mẫu nhà này thì nó sẽ có một cái chốt đây, hai cái mấu ở đây. Ba cái mấu, tổng cộng ba cái mấu để có thể gắp vào cái thanh lồng ở trong cái lồng này nha. Đó, mình sẽ gắp vào. Mình đã gắn xong, đây. Móc hai cái chấu bên đây vào như thế này. Bên này con cái thôi. Và các bạn canh như thế nào mà cho nó cái nhà này nó bằng á là nó sẽ đẹp nha. Đấy, canh cho nó đẹp là được. Ở cái đó với cái nắp này thì nó vẫn có một cái chốt nhỏ để mà khóa cửa lại an toàn hơn, nên chuột nó không đào tẩu được. Rồi, và bây giờ mình sẽ gắn phần lồng này vào phần đế. Phần đế thì nó cũng vẫn giống cái mẫu lồng kia. Đây, có một cái chấu, hai cái chấu. Đây hai cái là bốn cái. Đó. Rồi bốn cái này thì móc vào cái phần lưới cuối cùng của chiếc lồng các bạn. Đây phần lưới, thanh lưới cuối cùng. Cái này cũng vậy luôn. Ok, xong hoàn thành chiếc lồng. Đấy. Rất là đẹp luôn. Khá là đơn giản các bạn. Thì các bạn có thể tháo cái tầng này ra để vệ sinh khi nào các bạn cần nha. Còn đối với cái mẫu lồng hoàng tử á, thì nó cũng tương tự như thế này. Thì mình ráp xong đi, mình giới thiệu sơ qua cho các bạn nha. Để tiết kiệm cái video thời gian này nha. Rồi. Rồi và mình đã ráp xong cái mẫu lồng hoàng tử nhỏ này các bạn. Đó. Thì kích thước của nó thì bằng với cái lồng nấm ở phía dưới luôn nha. Bằng nhau luôn. Cái kiểu lồng thì cũng giống nhau luôn nhưng mà nó khác mỗi cái tầng thôi. Đấy, và cách ráp thì cũng tương tự nha. Đây.
Đó, nó có những cái chốt như thế này, các bạn ráp vào những cái thanh lồng như thế này là ok. Bên này cũng như vậy. Đấy, bình nước phụ kiện đồ thì nó cũng giống hệt như kia thôi. Đó, cách ráp lồng rồi phía sau và phía trước đồ, ở trên nóc đồ thì nó cũng giống hệt như cái mẫu lồng nấm như thế này. Đó. Rồi, ok. À, cái đối với cái mẫu này á, thì nó vẫn có một cái cửa ở trên. Đó, vẫn kéo ra cái vào được. Đó. À, ở trên này thì các bạn có thể để chiếc nhà vào như thế này. Đó, và có thể lấy ra dễ dàng để các bạn vệ sinh á. Thì con mấy con chuột á, nó hay tha đồ ăn vào chiếc nhà này, nó giấu các bạn. Cho nên lâu lâu các bạn lấy nhà ra vệ sinh cho nó sạch sẽ nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Thì nói chung là hôm nay hướng dẫn các bạn ráp ba cái mẫu lồng cơ bản này nha. Đó, đặc biệt là mình review cái mẫu lồng mới này cho các bạn xem luôn rồi. Đấy, mẫu lồng này khá là đẹp luôn. Nuôi được khoảng 3 con chuột dòng nhỏ, rộng nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, bình nước queo đồ rất là xịn luôn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Các bạn nào cần mua lồng thì có thể liên hệ qua fanpage hoặc là qua Shopee. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn nha. Còn ngoài ra thì bên mình cũng có bán thức ăn với lại vật dụng đồ cho hamster các kiểu luôn. Các bạn nào cần mua thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh để mà ủng hộ mình. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. To believe, I don't need no fairy tale. You don't need a